Chào các bạn. Món ăn đơn giản của miền ngày hôm nay đó là salad xoài. Thì chúng ta trộn salad cũng như là trộn gỏi. Nhưng mà làm như thế nào để đưa hết vitamin vào cơ thể chúng ta mà nó không ra ngoài một miếng nào? Mời các bạn đồng hành cùng mình nha. Thành phần nguyên liệu của mình gồm có nửa củ cà rốt nè các bạn. Mình bào sẵn nè, nửa cái củ hành, một trái xoài. Xoài này là xoài cóc nha, nó ngọt lắm các bạn. Hai trái dưa leo và ngò rí, hành phi, đậu phộng, dầu ăn, nước mắm này nước mắm chay. Còn tỏi với ớt thì mình ăn ớt nhiều bởi vì ớt này nó không có cay. Mình nặng thêm một miếng chanh. Bây giờ mình làm sốt nha các bạn. Đường nữa, mình quên giới thiệu đường. Không có đường thì nước mắm này nó mặn lắm. Nước mắm này nước mắm chay, có 5% đậu đạm mà. Mình cho vô đây 1,5 muỗng ha. Nặng chanh vô, nửa trái chanh thôi nha các bạn. Tại vì trong xoài mình cũng có độ chua rồi. Mình già mình không ăn chua nhiều, mình sợ thừa axit á. Thừa axit là bị đau khớp. Rồi mình cho vô đây là 2 muỗng đường nha. Các bạn nào ăn bột nêm bột ngọt thì cho vào, còn không ăn thì thôi cũng được nha các bạn. Mình cho vô 1,5 muỗng nước mắm và 2 muỗng đường. Và đặc biệt đây là cái bí quyết. Nếu các bạn muốn rau mà nó ít ra nước á thì mình cho vô đây 1 muỗng dầu ăn cho để nó hấp thụ vitamin luôn nha. Nó không có mất dinh dưỡng á. Sợ rau mà mình trộn bỏ muối bỏ đường vô thì rau nó sẽ chảy nước, mình không ăn cái nước đó mình bỏ đi là nó mất dinh dưỡng các bạn. Cái cách của mình làm nó khác hơn người ta nhiều lắm. Mình ăn luôn ớt cái tỏi bỏ vô luôn, mình ăn mình không chừa cái nước ở trong rau ra gì hết, tại vì đó là dinh dưỡng. Chứ nếu nó dơ thì nó dơ ở ngoài cái vỏ rồi, mình rửa sạch cái vỏ rồi. Có dầu ăn thì nó ít ra nước, rau củ nó ít ra nước. Rồi tất cả mình đều bỏ vô cái tô này nha. Bỏ hết vô cái tô này, mình trộn lên. Mình trộn bằng tay nó thấm nhiều nha các bạn. Trộn bằng đũa thì nó không bằng trộn bằng tay đâu. Cái này gọi là món salad chay đi chứ. Không có đạm nhiều. Già rồi mình cũng thanh đạm nữa, mình ăn rau củ. Nếu các bạn có tôm thì các bạn bỏ vô, có thịt thì bỏ vô cũng được, hay lạp xưởng gì đó bỏ vô cũng được. Nhưng mà mình bỏ đậu phộng, đạm của mình là đậu phộng, dầu ăn. Rồi mình cho tất cả những cái nguyên liệu nước sốt hồi nãy vô nha, đủ một dĩa đó các bạn. Một trái xoài, 2 trái dưa leo mà mình lấy cái vỏ thôi, nửa củ cà rốt và nửa củ hành. Bây giờ trộn bằng tay nha. Thường gỏi mình trộn bằng tay nó thấm hơn, nó thấm hơn là trộn bằng đũa nha các bạn. Thậm chí người Thái người ta ăn người ta còn đâm ra đó các bạn thấy không. Người Thái ăn gỏi đâm ra để nó hòa quyện giữa rau củ và những cái mà ta cần bỏ vô. Nó các bạn thấy không có ra nước nha, đặc biệt luôn nha. Có dầu là nó không có ra nước. Đó là cái bí quyết ăn của mình. Mà dầu á nó không ra nước là mà nó dễ hấp thụ vitamin nữa. Nè các bạn thấy không, mình nãy giờ mình trộn rất là nhiều mà nó không có ra miếng nước nào hết à. Đó. Đó là bí quyết. Bí quyết ăn rau củ. Các bạn thấy không, mình nghiêng lại nè, không có ra nước nè. Rồi mình bỏ hành phi vô, bỏ đậu phộng vô, thế là xong rồi. Lấy đậu phộng làm đạm đi ha, mà cũng ăn ít ít thôi. Rất là ngon luôn nha các bạn.
dĩa rau của mình trộn xong rồi đây, không hề ra nước. Ăn thanh đạm nè. Các bạn thấy không, ở dưới bếp tô nè, không, nó ít nước chút xíu thôi đó. Ra nước nhiều quá là mình bỏ nước đó là coi như mình bỏ vitamin mà mình ăn rất là nhiều đường và bột ngọt. Rồi bây giờ chúng ta đổ ra dĩa. Trang trí. Rất ngon luôn. Ớt này là ớt không cay nha các bạn. Ớt sừng. Trộn sao mà ăn hết vitamin mới hay. Còn trộn mà nước ra nhiều hoặc là mình cho muối vô mình xóc rồi mình bỏ cái nước đó là không có bổ đâu nha các bạn. Mình ăn đồng cái vô tình mình ăn đường và muối quá nhiều. Khẩu phần ăn của mình đây. Đủ là rau hết nha các bạn. Bỏ hành phi lên. Cho lên đây một miếng ngò rí đi ha. Hoặc là ngò rí mình để dưới này cho nó thấy rõ cái lỗi của mình. Xin mời các bạn nha.